3 sự thật thú vị có thể bạn chưa biết về loài sóc. Chào mừng bạn đến với video hôm nay về sóc. Bạn có biết sóc có thể nhảy xa tới 20 feet không? Đó là một khoảng cách đáng kinh ngạc. Sóc cũng có thể nhớ vị trí của hàng ngàn hạt đậu mà chúng đã chôn. Trí nhớ mà chúng sở hữu thật tuyệt vời phải không nào? Bạn có biết rằng sóc thực sự không ngủ đông, mà chúng chỉ ngủ nhiều hơn và ít hoạt động hơn trong mùa đông không? Cuối cùng, bạn có biết rằng có hơn 200 loài sóc trên toàn thế giới? Thật tuyệt vời, đúng không nào? Hãy follow mình để nhận được thêm nhiều thông tin bổ ích nữa nhé!